Nếu mà mình hỏi là ác mộng cho liên quân là gì ấy, tất nhiên là các anh em danh thấp sẽ bảo là con ngộ không, có ra ta hoặc là con Azu. Còn những anh em danh cao trả lời tất nhiên là con Aoi này rồi. Vì sao á? Các bạn cứ thử tưởng tượng nhé, các bạn đánh AD, các bạn đi farm, các bạn nhìn thấy con Aoi và các bạn chết. Thứ đấy đúng là ác mộng các bạn ạ. Mình đánh danh đầu mùa, mình đánh con cáp cho khách. Các bạn phải hiểu là đi ba, thằng bạn mình nó thấy tim không cấm con Aoi nó chửi nó cáu rồi đấy. Và mình thấy là tim nó pick con Aoi mình nhanh chóng để trong bình thường với một con cát thì nó sẽ lên giày kiên cường và vút hung tàn đúng không nhưng mà mình phải lên giày hồ vệ và xong đa bão táp kèm theo là đổi phù hiệu luôn cái thánh thuẫn nữa và các bạn nghĩ là có thể sống sót được sao không nó đu nó cho một long chảo long diệt ngất luôn support không kịp bảo kê con mắm này nó gọi là ác mộng của tất cả các ad đấy các bạn ạ các bạn nghe đây thì các bạn sẽ bảo là mình và thằng support nó gà các bạn cứ lên bảng xếp hạng năm bơ ấy là cu nó ôm top một được hai tháng rồi đánh chay nhá và mở đi sử đấu nay nó chán nó top bốn còn mình thì đây, top cap Việt Nam và đầu mùa. Mình không muốn khoe khoang gì nhưng mà đây chỉ là cái dẫn chứng cho sự đáng sợ của con ao ấy thôi.